Hàng loạt tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh treo biển tạm đóng cửa dài ngày. Nhiều người cho rằng đây là động thái của các chủ kinh doanh vàng bạc sau khi Tổng cục Quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra các tiệm vàng ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, hôm nay các chủ các cửa hàng vàng đều có lý do riêng để biện minh cho việc đóng cửa kinh doanh của mình. Đây là một cửa hàng kinh doanh vàng đang trong tình trạng đóng cửa ở khu vực chợ Thiết, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, với cái thư mời đóng tiền nước vào cuối tháng 1 năm nay thì chúng tôi suy đoán rằng là cửa hàng này ít nhất thì cũng đã đóng cửa khoảng hơn 4 tháng, chứ không phải là né tránh cơ quan chức năng đi kiểm tra vàng trong những ngày gần đây. Theo một số tiểu thương ở chợ Thiết thì cửa hàng này đã ngừng hoạt động khoảng 6 năm nay. Và ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay về hoạt động kinh doanh vàng ở một số khu vực như là khu vực chợ Thiết, chợ Hòa Bình hay là khu vực chợ An Đông thì các cửa hàng vàng vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ một số cửa hàng đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau. Đi nay gần 10 ngày rồi, không biết chừng nào về tại ý à. Tại vì bà cô nó ở Mỹ về rủ đi chơi, nó nói đi du lịch chơi. Đó thì có mấy bà phụ, mấy bà già già ra ngồi coi nhà với lau nhà. Tuyến đường Nguyễn Duy Dương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang có số cửa hàng đóng cửa nhiều nhất. Như cửa hàng này thì treo bảng đóng cửa đến hết ngày 18 tháng 4. Cửa hàng Điệp Trang gần đó cũng đóng cửa để tiến hành sửa chữa bên trong. Trung tâm Kim Hoàn 87-89 này cũng đã đóng cửa nhưng đã từ lâu để chuyển sang địa điểm kinh doanh khác. Còn lại, rất nhiều cửa hàng vẫn đang hoạt động bình thường. Như cửa hàng này đã từng bị cơ quan chức năng kiểm tra hồi đầu tháng 4 và việc kinh doanh đến nay vẫn không có gì ảnh hưởng. Kiểm tra thì giấy phép, đăng ký rồi các thứ, đầu ra đầu vô, có rồi cái tem của thông tư 22. Thì tôi cũng có nói chung là ban kiểm tra họ yêu cầu gì tôi cũng trình bày cái đó đầy đủ. Dạ. Dạ, nói chung là cũng gần hoàn chỉnh. Có những cái nhỏ nhặt, ví dụ như tem rồi không thì theo thì cái đó anh em bên liên ngành họ hỗ trợ, họ chỉ dẫn để tôi làm lại cho đúng cái nội dung của nhà nước yêu cầu. Tôi là cửa hàng Bảo Trâm ở chợ An Đông vẫn hoạt động bình thường, chứ không có một nghỉ một ngày nào hết. Kêu nhân viên chỉnh đốn lại hàng thôi chứ không có lo sợ gì hết. Bởi vì mình bán là có nguồn hàng, có xuất xứ. Số tiểu thương cho biết, việc cơ quan quản lý thị trường đi kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng thời gian qua và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm như giả các nhãn hiệu nổi tiếng, hàng không rõ xuất xứ cũng ảnh hưởng đến tâm lý buôn bán. Tuy nhiên, cũng không tạo sự xáo trộn nhiều khiến phải đóng cửa dài ngày, vì hầu hết các cửa hàng tại đây đều kinh doanh hàng chục năm, có lượng khách quen ổn định. Hôm nay, nhiều tiệm vàng tại khu vực quận 4, quận 5, 11 hay quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa. Có tiệm vàng treo biển nghỉ dài ngày. Tại sao các tiệm vàng lại treo biển đóng cửa ngay giữa thời điểm giá vàng đang tăng nóng và liên tục lập đỉnh? Ghi nhận của phóng viên VTC. Nơi tôi đang đứng đây là đường Nguyễn Duy Dương thuộc địa bàn phường 9, quận 5. Có một số tiệm vàng đã đóng cửa. Và theo người dân, cả hai tiệm vàng này đã đóng cửa từ sáng ngày 15 tháng 4 mà không giải thích lý do. Tại khu vực chợ Thiết, đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, hay là khu vực quận 10 cũng có nhiều tiệm vàng đóng cửa, trong đó có tiệm vàng của công ty SCJ Phú Thọ. Gần đó có tiệm vàng Kim Khánh Giang cũng không mở bán. Theo giới kinh doanh vàng tiết lộ thì lý do các tiệm vàng đóng cửa ngay thời điểm giá mặt hàng này tăng nóng và liên tục lập đỉnh là do để né kiểm tra của lực lượng chức năng. Vì thực tế thì nếu có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm, đặc biệt là hai lỗi điển hình là sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như là Chanel, LV, Burberry dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Lỗi thứ hai là nguồn gốc xuất xứ, vì hiện nay các tiệm hầu hết mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường nên rất khó chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Trước đó, ngày 20 tháng 3, 2024, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành công điện kiểm soát thị trường vàng. Ngay sau đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng ở các địa phương và phát hiện vi phạm. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì lực lượng quản lý thị trường
Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quân kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn và phát hiện nhiều sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, một số mặt hàng còn giả nhãn hiệu nổi tiếng. Bên cạnh các tiệm vàng đóng cửa thì cũng trong chiều nay chúng tôi ghi nhận nhiều tiệm vàng khác ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Hôm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông báo sẽ được gửi trước một ngày diễn ra đấu thầu vàng. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất là vào 17 giờ ngày nhận thông báo thầu. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong số đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Cùng với đó, việc Ngân hàng Nhà nước lấy vàng trong kho dự trữ ngoại hối ra tăng cung để bình ổn thị trường mà chưa cấp phép nhập khẩu vàng là hợp lý trong bối cảnh tỷ giá tăng cao và dự trữ ngoại hối có hạn như hiện nay. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 24.141 đồng, tăng mạnh 45 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong vùng từ 22.934 đến 25.348 đồng. Tại các ngân hàng, giá đô la Mỹ hôm nay được nâng lên mức kịch trần. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá đô la Mỹ ngân hàng đã tăng gần 930 đồng, tương đương mức tăng 3,8%. Giá đô la Mỹ ngân hàng tăng mạnh thời gian gần đây và thu hẹp khoảng cách với đô la Mỹ trên thị trường tự do. Hôm nay, giá mua bán đô la Mỹ tại các điểm thu đổi ngoại tệ neo quanh mức 25.470 đồng đến 25.600 đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Sau khi bị nhuộm đỏ, có lúc thủng mốc 1.200 điểm, VN Index nhanh chóng cải thiện ở những phút cuối phiên và chốt ở 1.215 điểm, thấp hơn khoảng 1 điểm so với hôm qua. VN30 Index có diễn biến khả quan hơn khi tăng 4,8 điểm. Mức giảm của VN Index thu hẹp hơn hôm qua, một phần đến từ đà bán tháo dần hạn nhiệt. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay giảm hơn 3.200 tỷ, về khoảng 30.300 tỷ đồng. Tín hiệu tích cực khác là khối ngoại trở lại mua dòng sau hai phiên xả hàng, nhưng giá trị mua dòng của họ chỉ hơn 70 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra kiểm tra, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Ngoài ra, Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả. Bộ Tài chính hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu, phục vụ công tác đấu thầu. Các đơn vị kinh doanh vàng thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động mua bán vàng, đặc biệt là mua bán vàng miếng.